vị và các bạn đang theo dõi bản tin du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Như thường lệ, những thông tin về du lịch quốc tế trong nước và trong tỉnh sẽ được chúng tôi thường xuyên cập nhật trong các bản tin phát sóng vào 18:30 các ngày thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Đặc sắc lễ hội KT năm 2024 của đồng bào Chăm, Ninh Thuận. Đà Nẵng kỳ vọng mùa cao điểm du lịch thu hút khách quốc tế. Đến thăm di tích lịch sử Đình Quảng Thi, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Chiều ngày 1 tháng 10, lễ hội KT năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, tỉnh Ninh Thuận đã khai mạc tại sân vận động thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Đông đảo đồng bào Chăm, người dân và du khách tham dự sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc này. KT là lễ hội hàng năm của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn, tổ chức vào tháng 7 theo lịch Chăm, khoảng tháng 10 dương lịch. Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 năm 2024. Trong các ngày lễ chính, tại các đền tháp Chăm diễn ra nhiều nghi lễ trang trọng, gồm lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục và đại lễ. Sau ngày lễ chính, lễ hội tiếp tục diễn ra tại các làng Chăm, tộc họ và gia đình người Chăm theo đạo Bà La Môn. Các địa phương kết hợp tổ chức các trò chơi dân gian, các hội thi nghệ thuật làm gốm, văn nghệ, thể thao, ẩm thực, trình diễn trang phục để người dân và du khách được vui chơi giải trí. Đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn ở Ninh Thuận hiện có hơn 50.000 người, sinh sống chủ yếu tập trung tại các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc và thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Với ý nghĩa văn hóa lịch sử quan trọng, lễ hội KT của người Chăm tỉnh Ninh Thuận đã được đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội KT không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm mà còn góp phần quảng bá văn hóa, hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận đến với du khách trong nước và quốc tế. Là điểm đến du lịch có sức cuốn hút đặc biệt bởi sự kết hợp độc đáo các đặc điểm thiên nhiên ngoạn mục với nhiều cảnh quan hoang sơ, Mông Cổ ngày càng tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Mùa thu kéo dài trong 2 tháng, tháng 9 và tháng 10, được xem là khoảng thời gian lý tưởng nhất để khám phá quốc gia, được mệnh danh là nền văn hóa du mục thực sự cuối cùng trên hành tinh này. Mông Cổ là quốc gia ở khu vực Đông Á, nằm ở độ cao trung bình 1.500m và 80% lãnh thổ là thảo nguyên bất tận, được mệnh danh là đất nước thảo nguyên. Khoảng 30% người dân Mông Cổ hiện nay vẫn là dân du mục hoặc bán du mục. Họ bảo tồn nguyên vẹn các truyền thống văn hóa và lối sống du mục gắn liền với loài ngựa và gia súc. Mùa thu ở Mông Cổ, nhiệt độ trung bình vào ban ngày dao động từ âm 4 độ C đến 12 độ C và ban đêm trời lạnh hơn từ âm 8 độ C đến 5 độ C. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để du lịch Mông Cổ, nhất là với du khách muốn trải nghiệm sắc thu quyến rũ tràn ngập đất nước thảo nguyên. Đặc biệt, thời điểm này, du khách có cơ hội trải nghiệm bầu không khí đầy mê hoặc của lễ hội Đại Bàng Vàng diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 10 tới. Không chỉ là lễ hội đặc trưng, đây còn là truyền thống săn bắn cổ xưa, là di sản văn hóa độc đáo của người dân Mông Cổ, được xếp vào top những sự kiện không thể bỏ qua ở châu Á. Với thế mạnh về cảnh quan, môi trường, sản phẩm du lịch đặc sắc và hệ thống dịch vụ phong phú, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao đối với cả các thị trường truyền thống và các thị trường mới tiềm năng trong mùa cao điểm đón khách quốc tế những tháng cuối năm 2024 và đầu năm 2025. Những tháng cuối năm là mùa cao điểm du lịch của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khác. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, năm nay thành phố ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể của du khách khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ, Nhật Bản và duy trì tốt tăng trưởng du khách đến từ Australia, New Zealand. Các thị trường châu Âu, châu Mỹ cũng có tăng trưởng ấn tượng. 9 tháng đầu năm nay, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ gần 8,7 triệu lượt khách, trong đó có 3,1 triệu lượt khách quốc tế. Theo mục tiêu đặt ra đón 8,4 triệu lượt khách cho năm 2024 thì thành phố đã vượt qua. Mới đây, Đà Nẵng còn có thêm đường bay thẳng với Kuala Lumpur, giúp kết nối tốt với khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông, tạo cơ hội thu hút du khách đến thành phố. Kính thưa quý vị và các bạn, nằm bên tả ngạn sông Chu, vùng đất cổ Đàm Xá còn được biết đến với cái tên là Kẻ Đầm, nay là xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân.
có lịch sử hình thành và phát triển từ cả ngàn năm về trước. Trong không gian vùng đất cổ còn lưu giữ những dấu tích lịch sử, văn hóa đậm nét. Trong đó, di tích lịch sử đình làng Quảng Thi là một điểm nhấn văn hóa trên đất cổ Đàm Xá. Tiểu mục du lịch Thanh Hóa hôm nay sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về di tích này. Nằm ở phía tây bắc huyện Thọ Xuân, xã Xuân Thiên thuộc khu vệ tinh của khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, khu di tích quốc gia đặc biệt Lê Hoàn, nên vẫn còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống có giá trị. Trong đó, tiêu biểu là đình Quảng Thi, di tích gắn liền với giá trị văn hóa hàng ngàn năm của làng Quảng Thi, xã Xuân Thiên. Đình làng Quảng Thi được nhân dân địa phương xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 14 dưới thời nhà Trần và còn được biết đến với tên gọi khác là đình làng Đầm. Đây là nơi thờ thành hoàng, những nhân thần và thiên thần có công với đất nước và nhân dân. Công lao của họ được triều đình ghi nhớ, bản dân tôn trọng. Khi mất, lập đền thờ tự, tế thờ tại đình. Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đình làng Quảng Thi xưa vốn thuộc Đàm Thi xã, Thụy Nguyên huyện, Thanh Hoa phủ, nằm trong vùng đất cổ của Hương Lam Sơn, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược nhà Minh ở đầu thế kỷ 15. Vâng, thưa bà, có thể thấy là di tích lịch sử đình Quảng Thi là một trong những di tích lịch sử cấp tỉnh tại xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân của chúng ta. Vậy thì bà có thể chia sẻ với quý vị khán giả về cái lịch sử hình thành của đình Quảng Thi ạ? Đình làng Quảng Thi được xây dựng từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 19 thì là đình được tu sửa, thì mang cái lối kiến trúc của thời Nguyễn. Thì toàn bộ đình ở đây thì là thờ ba vị thành hoàng. Đó là trước đây thì đình có xuống cấp thì các cái việc thờ các cái vị thành hoàng á thì là phải phối thờ trên chùa Đầm. Nhưng đến năm 2021 thì bằng cái nguồn vốn của tỉnh Thanh Hóa và nguồn vốn của huyện Thọ Xuân và ngân sách xã cũng như nguồn vốn đối ứng và ủng hộ của nhân dân địa phương đã tu sửa cái đình làng Quảng Thi khang trang như ngày nay, thì với cái tổng kinh phí là 2 tỷ đồng. Thì sau khi mà tu sửa xong cái đình làng Quảng Thi thì địa phương, nhân dân địa phương và ủy ban nhân dân xã đã tổ chức là đón rước ba vị thành hoàng đã là về đã là phối thờ và đã thờ ở đây. Và tại ngôi đình này thì có những cái hoạt động của người dân địa phương cũng như người dân của thôn của xã như thế nào để bảo tồn phát huy giá trị của ngôi đình này? Để gìn giữ và phát huy cái di tích lịch sử thì ngoài cái việc mà địa phương là có giao cho hội người cao tuổi là trông coi cũng như là gìn giữ và để cho thứ nhất là làm mục đích là giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ, rồi cũng là cái điểm như cái sân chơi, cũng là cái nơi để cho các cháu thiếu niên là có thể là chơi thể dục, hoạt động thể dục thể thao. Đình làng Quảng Thi không chỉ là nơi thờ tự các thiên thần, nhân thần có thật trong lịch sử, mà còn là trung tâm giao lưu văn hóa làng, xã của địa phương và nhân dân trong vùng. Đây là nơi giáo dục truyền thống quê hương, tôn vinh lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tính nhân văn của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Đối với địa phương, thì sau khi mà được công nhận di tích thì đã thành lập ban quản lý di tích và trên cơ sở đó thì tiếp tục kêu gọi nhân dân hỗ trợ kinh phí cung đất, cung tiến để hoàn thiện các cái hạng mục còn thiếu của đình. Cho đến nay thì được sự quan tâm của các cấp và sự điều hành của chính quyền thì nhân dân và các thiện nam tín nữ, những người dân trong địa phương thì cũng đã đến đình để sinh hoạt văn hóa tâm linh, phục vụ cái nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong địa phương. Trong những năm qua, các cấp chính quyền tại địa phương đã huy động nhiều nguồn lực trong xã hội cùng sự hỗ trợ tích cực từ con em xa quê để đầu tư xây dựng và tôn tạo đình Quảng Thi ngày càng khang trang, bề thế, thể hiện sự trân trọng giá trị lịch sử, đồng thời bày tỏ tấm lòng luôn hướng về quê hương nguồn cội của mỗi người con đất Xuân Thiên nói riêng và Thọ Xuân nói chung. Bản tin du lịch ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thanh Tâm xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.